Uga, Diên Tuấn Kiệt chính thức tổ chức lễ thành hôn. Nhà trai nhanh tay trao cho cô dâu trang sức trị giá 2 tỷ đồng. Trường Giang dẫn đầu đoàn B-Chart toàn trai xinh gái đẹp. Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Jun Phạm phấn khởi làm phù rể cho Diên Tuấn Kiệt. Dân mạng được nước trêu chọc các anh tính ăn cưới cả đời hà gì. Hòa Minzy hôm qua còn quậy đục nước với Thủy Tiên. Hương Ly đang bận rộn thi đạp gió rẽ sóng. Vẫn kéo nhau đi chúc phúc Puka. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây. Cho duyên tình quê thêm năm sau trầu cao thắm tươi. Sau thời gian dài thả thính về đám cưới thì ngay ngày đầu tháng 11 này, Puka và Diên Tuấn Kiệt đã chính thức làm lễ thành hôn với sự chứng kiến của hai bên gia đình. Điều đặc biệt hơn đó là tại lễ thành hôn của Jin, U, rất nhiều sao Việt đã có mặt để chúc phúc, đồng thời nhận nhiệm vụ bê cháp trong ngày trọng đại của cặp đôi. Xuất hiện tại buổi lễ với chiếc áo dài cách tân, Diên Tuấn Kiệt và Puka có vẻ đã thống nhất cùng diện tông màu hồng, gam màu mà cô dâu vô cùng yêu thích. Hai bên xui ra cũng rất chỉnh chu khi diện đồ đồng tông đồng kiểu. Khiến nhiều người bất ngờ nhất là sự góp mặt của Trường Giang, đàn anh trong nghề của cặp đôi Puka, Diên Tuấn Kiệt. Ông xã Nhã Phương tới lễ thành hôn, giúp gia đình hai bên trao quà cho cô dâu. Nghe đâu nhà trai đã nhanh chóng tặng con dâu món trang sức trị giá 2 tỷ đồng. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, đẹp và trang trọng. Một điều đáng bàn nữa đó là dàn nghệ sĩ đông đúc góp mặt tại lễ thành hôn của Diên Tuấn Kiệt và Puka. Mới khúc dạo đầu thôi mà quá trời nghệ sĩ tới rồi. Bên đằng trai có Trường Giang dẫn đầu. Đội B cháp ngó qua thì có Huỳnh Lập, Jun Phạm, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy. Huỳnh Lập đã rất nhanh chóng cập nhật tình hình lễ thành hôn trên story trang cá nhân. Jun Phạm hôm qua cùng Thúy Ngân dự sự kiện của người vợ cuối cùng, hôm nay đã kịp đến buổi lễ. Còn Ngô Kiến Huy và Trương Thế Vinh, hai anh rất nhiệt tình ở đám cưới của người ta nha. Nhưng mà bản thân khi nào đám cưới thì chưa biết. Fan của hai người vì thế cũng sốt ruột thay họ. Trong khi đó, đằng gái cũng toàn những mỹ nhân V-biz. Dẫn đầu là Lâm Vĩ Dạ với bộ áo dài màu xanh rất nổi bật. Hòa Minzy hôm trước còn quậy đục nước với Thủy Tiên khi cùng hóa trang trong ngày Halloween, hôm nay đã về tận nơi để bê cháp cho Puka. Hương Ly dù bận rộn lịch trình tham gia đạp gió rẽ sóng, song vẫn không ngại bớt chút thời gian về chung vui cùng cô bạn thân thiết. Thúy Ngân, Nguyên Thảo cũng đã có mặt tại ngày vui của Puka. Chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, Thúy Ngân khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh đẹp rực rỡ của mình, còn tạo dáng tinh nghịch cùng cô dâu. Mới chỉ là lễ thành hôn thôi, nhưng cặp đôi Diên Tuấn Kiệt, Puka đã làm cư dân mạng được fan dần dần rồi. Không biết đến hôm đám cưới thì showbiz sẽ còn rộn ràng cỡ nào nữa. Chắc chắn các fan đều có một suất ăn cưới online. Được biết, đám cưới chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 4 tháng 11. Trước đó, dàn sao Việt cũng đã nô nức khoe hộp quà thiệp cưới được nhận từ Puka và Diên Tuấn Kiệt, trong đó có Việt Hương, Khánh Vân, Duy Khánh, Quang Trung, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang Tiến Luật và nhiều nghệ sĩ khác. Ngoài ra, cặp đôi sẽ còn một chiếc đám cưới nữa diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh.